Qua nhá. Rồi, tiếp tục lên cho các bác một cặp loa của Đài Long nhá. Cặp này có mã là MA5. Đấy. Với cặp mát màu rất ấn tượng này này, nó là kiểu màu màu nhũ nhá, rất là đẹp này. Đấy. Bát là con này nó là bát 13 các bác nhá, bát 13. Đấy, màng của nó là màng carbon, dòng lón dẹt và gân của nó là gân dòng gân cao su. Tép của nó này. Đấy, dòng lón lụa rất là mềm. Tiếng rất là sáng luôn nha. Đấy, bát ấm và tép rất sáng. Hàng bãi thì nó cũng khó tránh khỏi cái chuyện nó hơi bụi một tí. Này, như chỗ này thì do quá trình thời gian hơi bị tí này. Đấy, thì về các bác có thể là mình chấm tí keo và dán lại, không thì cũng chả cần. Nhờ khi để nó mộc như này nó mới đẹp hơn đúng không ạ? Nhìn nó mới đúng chất hàng bãi. Công suất của loa thì là 50W một loa các bác nhé. Đấy, về tổng hai loa là mình có 100W này. Trở kháng là 6 ohm từng trước. Những con này về thì các bác có thể ghép vào công suất của Đài Long ví như là ME hoặc MG. Đấy. Hoặc MA, MS đều được nhá. Đấy, tất cả những con công suất của dàn mini hay là công suất của con Kyo đều vô tư. Về kích thước vỏ đây nhá, em sẽ đo luôn. Con này vỏ của nó là rộng là 16 này. Sâu là 23 này. Cao của nó là 27 này. Ok, thì đấy là kích thước của cái kích thước của cái sản phẩm này nhá. Tuyệt vời đấy các bạn. Màu vân gỗ led căng luôn này. Bác nào mà thích nghe nhạc bolero thì em nghĩ là không nên bỏ qua cặp này nhá. Nếu bác nào mà gọi là chuyên nghe nhạc bolero. Đấy, bởi vì nếu bác nào mà hay theo dõi kênh bên em thì mở lên mà xem, em có cái video mà test cái bản này nhá. Tiếng rất hay luôn, oánh bát, oánh tiếng ấm mà tép và sáng quận vào nhau oánh tiếng rất hay. Vâng, với cái mức giá bao nhiêu ạ? Có 1,1 triệu thì các bác nhá. Vâng. Bình thường thì cặp này của nó sẽ là khoảng là 1,4 triệu. Đấy, nhưng mà đây em nói rõ luôn. Nó bị tí cho này thôi, nhưng mà thôi em bớt thêm cho các bác nhé, tính các bác là 1,1 triệu. Đấy. Vâng. Có 1,1 triệu thì có thể chia ra có bao nhiêu đâu. Đấy, một lửa ra thì một con loa nhảy. Các bác thử tính nhá, bây giờ bóc tách một chút nhá. Bây giờ các bác đi mua những con loa vi tính nhá. Mua những con loa vi tính bây giờ đâu đấy nó khoảng hơn 1 triệu rồi. Đấy, mà nhìn loa vi tính nó rất là dại. Đúng không? Các bác có nghĩ đúng không? Cái vỏ kiểu nó là dòng vỏ nhựa nhìn rất là dại. Đấy, nó không thật như cái dòng loa này. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là cái chất âm. Đấy, so bì về chất âm nhá. Mấy con đấy thì làm gì có cửa so với cái con bát tép của con này được. Có thể là vỏ thì hình thức nó mới hơn thôi, nhưng mà còn về chất âm và về độ lâu bền thì nó không có cửa để mà so với những con này được. Kể cả những con loa tiền nó có hơn hẳn cả tiền triệu luôn. Nếu mà dòng loa vi tính không bao giờ có cửa so với những con này được. Thì đấy chính là cái lợi thế mà vì sao mà cái hàng bãi này luôn luôn là được rất là nhiều các bác gọi là sử dụng. Còn ví dụ như mà kiểu vi tính thì chỉ có những bạn trẻ trẻ ít ít tuổi mới dùng, nên thật các bác còn đại đa số các bác khách em là tầm các anh tầm khoảng ba mấy đổ lên, hai mấy đổ lên là đều chơi hết những dòng này, bởi vì người ta biết là cái dòng này giá trị của nó chất lượng hơn nhiều. Đấy. Đấy là một cái chút phân tích nhỏ nhỏ đấy, còn tùy thuộc vào các bác thôi nhá. Thì mỗi người sẽ có một cách chơi, mỗi người sẽ có cách cảm nhận. Đấy, còn bác nào mà thích nghe bolero thì em nghĩ là đây là một cặp đáng đồng tiền bát gạo đấy. Nghe rất hay luôn. Với cái mức giá có 1,1 triệu thôi. Vâng, đấy thì bác nào mà chốt nhanh thì alo ngay cho em qua cái số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhá. Đấy. Hiện tại thì cái mã MA5 này thì nhà em hết hàng nhá, còn một cặp là cuối cùng thôi. Đấy thì bác nào chốt thì có chốt muộn thì em xin lỗi là không có cặp thứ hai nhá. Đấy thì có thông cảm em phải nói rõ ngay từ đầu, không có lúc mà các bác giống mấy lần trước là
Cặp cuối cùng em xả lốt cho xong, lúc cứ gọi bảo là bắt đền mà để cho anh cặp nữa là không có đâu. Đấy em nói ngay từ đầu video, còn nói ngay trong video này nó dễ, tránh giống mấy video lần trước. Đấy các bác cứ bảo đi đi tìm xong đặt đèn nó rất là khó, nó không có nhá. Đấy cặp đây cặp cuối cùng thì em để cho bác là 1,1 triệu. Đấy. Vâng, số thì em để tiêu đề nhá. Bác nào chốt thì alo ngay cho em qua số trên tiêu đề.